người đãng trí mỗi khi ra đường kiểu. Bye bye. Biết ngay mà không bao giờ là không quên đồ. Thế mình không để quên gì nữa thật sao? À, quên chào, bye bye. Mày ơi, chịu mày, trời nắng như này không mặc áo chống nắng vào. Đây, mặc cái này vào nhanh. Ủa, hôm qua em vừa mới mua áo này ở nhà không đi được nè. Ê, quên mất. Đấy mọi người ơi, bây giờ ra đường mà không có áo chống nắng thì đúng là ối trời ơi luôn. Mình thì lại mới sắm được chiếc áo này của nhà Vy liền. Trông mỏng mỏng vậy thôi nhưng mà cũng có hai lớp và chống nắng rất tốt nha mọi người. Lớp bên ngoài thì sẽ là vải lụa lạnh thoáng khí, còn bên trong sẽ có một lớp lót nữa nha. Phong áo unisex nên phù hợp cho cả nam lẫn nữ. Với chỉ số chống nắng lên đến 98%, chống được tia UV, UPF 50+. Áo có phần dây rút ở phía dưới áo và phần cổ áo để mọi người có thể tùy chỉnh độ bóp phù hợp nha. Đấy, nên là giờ ra đường quên gì thì quên chứ đừng quên áo chống nắng nha mọi người. Ok, vậy nhá. Thế em nhắn đây. Bye bye. Bye bye. Bó tay. Ê mày ơi.